Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình Thì cái video ngày hôm nay Mình và các bạn sẽ đi tìm hiểu Xem ai là người đã đứng sau Pi các bạn nhé Thì nhưng mà trước hết Thì các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh Tại vì đời này rất nhiều bạn xem Nhưng mà các bạn đã không like, không đăng ký kênh Điều đó khiến cho mình rất buồn Thì nhưng mà đầu tiên Thì mình phải đến với một cái kèo mà mình rất tâm đắc Để giới thiệu đến các bạn Mình không muốn các bạn phải lướt qua cái kèo này thì đây là cái kèo mà tại sao mình nói các bạn mình rất tâm đắc về cái kèo này. Đó chính là đầu tiên là đây là một cái sàn giao dịch tiền điện tử và nó là cái sàn Remitano. Cái sàn giao dịch này nó đã ra đời 7 năm rồi. Cái mức độ uy tín của nó thì rất nhiều mọi người đánh giá là nó rất uy tín. Thì còn vấn đề chính ở đây là mình muốn các bạn kiếm được cái đồng token Renex này. Tiền tại nó ra cái đồng token Renex này từ tháng 7 năm nay và cho đến tháng 7 năm 2022 thì cái đồng token Renex này nó sẽ ngừng khai thác. Và đây chúng ta có thể nhìn thấy đó là có 546.380 người đang khai thác và cái tổng lượng đã khai thác là 8, 8 048.594 cái đồng Renex này đã được khai thác. Thì các bạn hãy khi mà các bạn đăng ký xong thì các bạn hãy click vào cái phần ba gạch này và các bạn à, kéo xuống phần xác minh tài khoản này. Thì khi mà các bạn à, hãy xác minh cho mình ở những cái cấp bậc này, các bạn chỉ cần xác minh đủ ba cấp bậc này và mình lưu ý những các bạn nào mà đang là học sinh mà các bạn chưa đủ tuổi thì các bạn thì các bạn không nên xác minh cấp độ 2 này vì rất có thể các bạn sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn. Tại vì những cái bạn mà chưa đủ tuổi thì chưa được phép để à, giao dịch trên cái sàn này. Cho nên là các bạn chỉ xác minh cốc độ 1 này để các bạn khai thác cái đồng DNS thôi. Thì sau khi mà các bạn đã xác minh xong thì các bạn hãy vào phần kiếm DNS cho mình. Sau đó các bạn kéo xuống cái phần này. Thì sau mỗi 24 giờ mỗi một ngày các bạn sẽ vào cái phần này các bạn nhận cái đồng DNS này. Thì nếu như mà các bạn không tuyển rep thì mỗi một ngày các bạn sẽ chỉ nhận được là 0.24 DNS. Vậy nên cái đồng coi này theo mình nghĩ nó là cái đồng coi rất là hiếm và là một cái kèo giàu sang để cho các bạn có thể kiếm rất nhiều tiền ở sau này. Thì nó chỉ cho các bạn khai thác từ tháng 7 năm nay cho đến tháng 7 sang năm là bắt đầu nó lên mạng chính và lúc đó chúng ta có thể bán được cái đồng Renex này trên ngay chính cái sàn này luôn. Và mình nhắc lại là nếu như bạn nào mà chưa tham gia kèo này thì click xuống phần mô tả để lấy đường link đăng ký. Thì khi nào mà mình mời được đủ 500 bạn tham gia cùng mình ở cái kèo này thì mình sẽ làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ để ăn mừng. Tại vì sao mình phải ăn mừng? Tại vì cái kèo này là cái đồng coi ăn chắc. Và cái đồng coi này nó không phải là một cái đồng coi mà chúng ta phải nói nó là ở tiềm năng này nọ nữa mà chúng ta đã biết chắc là cái đồng này chắc chắn 100 là sẽ có giá trị cao hay thấp thì mình không biết nhưng mà mình ước tính giá trị của nó khi mà nó lên mạng chính là nó khởi điểm của nó phải là 10 đô. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái vấn đề chính của cái video ngày hôm nay đó là ai là người đứng sau Pi và các bạn lưu ý những cái người mà mình đưa ra chỉ là phỏng đoán của mình. Và nếu như các bạn thấy có lý thì hãy comment xuống phần mô tả các bạn nhé à, mình lại cứ hay bị nhầm, thế comment uh, uh, xuống phần bình luận để mình và mọi người cùng bàn luận về vấn đề này. Người đầu tiên mà mình muốn nhắc tới ở đây. Cái người này nó không còn xa lạ với nhiều người nữa. Và nhưng mà tuy nhiên thì nó vẫn còn xa lạ với những cái bạn mà mới lần đầu tiên mà xem video của mình và mới lần đầu tiên biết đến cái đồng uh, tiền số. Thì đây chính là Jeff Bezos, người sáng lập uh, ra cái uh, trang cái sàn thương mại điện tử Amazon. Và người tỷ phú nói chung là phải xếp top đầu thế giới. thì sao mình tại sao mà mình lại đưa ra ý kiến rằng là... Bezos là người đứng sau pi thì như các bạn đã biết nicolas là một uh, nicolas là một người đứng đầu của cái dự án stacx và các bạn uh, nếu như các bạn có xem những cái video lần trước mình có làm thì uh, stacx được đầu tư bởi uh, được đầu tư bởi Amazon các bạn nhé thì không lý nào mà Amazon lại có thể bỏ qua được cái pin Network được thì là các bạn có phải phải có một cái logic gì đó các bạn nhé thì đây là người đầu tiên với cái sự dự án sự tác ích thì nhân nói như thế nào thì các bạn có thể xem lại những cái video hoặc các bạn có thể tìm hiểu trên uh, cách trang mạng xã hội để biết cái dự án Stargay là gì. Thì người tiếp theo mà mình muốn nói đến các bạn đó chính là ông trùm tên lửa Elon Musk. Và nếu như các bạn để ý thì cái ngày mà Pi lên mạng chính cũng chính là ngày cái điện thoại model Pi của Elon Musk ra đời. Các bạn có thấy một cái sự nào đó trùng hợp ở cái vấn đề này không? Theo mình là có đấy. Elon Musk có rất nhiều Nói chung là Elon Musk thì có niềm đam mê với lại tiền điện tử và cụ thể đó chính là Bitcoin, ông đang nắm giữ tầm hàng triệu Bitcoin trong tay. Điều này thì chúng ta không phải bàn cãi vì cái này rồi. Và không lý nào nó lại có một sự trùng hợp đó chính là uh, rượu uh, cũng là rượu uh, cái nắp rượu cũng là model P này rồi đến lúc mà ra cái điện thoại cũng là cái điện thoại uh, model P thì nếu như các bạn thấy có một cái sự trùng hợp nào đó thì các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận để chúng ta cùng bàn luận ở vấn đề này thì đây chính là hai người mà theo như mình suy nghĩ là họ, hai người này có sự hậu thuẫn cho Pi thì mình sẽ kết thúc video tại đây hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau chúc các bạn luôn thành công và may mắn